Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng dự báo trong tuần mưa sẽ gia tăng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Sáng ngày 27 tháng 8, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ đang duy trì. Gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết Nam Bộ đang hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Trung Bộ suy yếu dần. Trong những ngày tới, có xu thế hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Dựa vào những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trong tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9 sẽ có mưa rào và dông, vài nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 27 tháng 8. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào đến mưa to, phía Nam ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng đến nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào đến mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, nắng gián đoạn, mưa rào đến mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.